Hôm nay quý huynh đệ mình có nhắc đến sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là người mà gần đây là riêng bản thân sư là sư thông qua hình ảnh của sư Minh Tuệ thì mình nhớ Đức Phật mình rất nhiều. Tại vì sư Minh Tuệ mang đến cái hình ảnh làm cho chúng ta nhớ đến cái thời của Đức Phật. Cái thời của Đức Phật mới thành đạo, Đức Phật cũng chu du như thế. Và cũng một cái bình bát thôi, và cái Ikasa này. Và có một ngày đại đệ tử của Đức Phật tên là Ca Diếp, ngài ấy cũng đi lượm y phấn tảo, gọi là hạnh đầu đà, lượm cái y đó trong nghĩa địa, nghĩa địa của bên Ấn Độ. Bên đó có cái trường hợp chết rồi đêm vô rừng, chỉ đắp một tấm vải thôi, rồi cái xác đó cũng kiểu như kênh kênh nó ăn đi, rồi còn miếng vải. Quý sư nhặt miếng vải đó và quý sư mới đâu lại thành nhiều miếng, nó ra một cái y thượng. Đức Phật đặt cái y đó là y phước điền, vì những con người đó họ chân tu làm cho bá tánh nghĩ về cũng có phúc. Sư Minh Tuệ từ đầu là sư không có muốn mà thiên hạ biết về sư đâu. Thậm chí sư tu ở một ngôi chùa nào sư cũng không muốn cho mọi người biết, tại vì sư cũng chưa biết rằng là cái việc tu hành của mình nó có đạt pháp hay không, sợ mình làm ảnh hưởng thanh danh của bổn tự. Nên có ai mà hỏi sư ở đâu, tu chùa nào mà đến đây á, sư cũng khiêm nhường, sư nói sợ ảnh hưởng mà sư không dám kể. Tuy nhiên cũng đã từng đến những ngôi chùa tu tập và thấy không phù hợp với cái nhận biết của mình về chân lý, và kết cuộc là sư một mình vân du. Những lúc mà sư về hang trong núi Sạn thì ý của sư là sư tịnh dưỡng thiền định thôi. Những lúc mà sư ngủ ngồi á thì thường là sư ngồi thiền chứ không phải là ngủ. Nhưng mà khi sư ngồi thiền thì đi vào định rồi là sư chìm vào trong giấc ngủ luôn. Và cái hành ngủ ngồi đó thì trên đời cũng hiếm đó, không phải ai cũng làm được. Mình bây giờ mà ngủ, nói thật nha, mà mùa nóng này nè, Sài Gòn 40 độ mà không có cái máy quạt, không có cái máy lạnh, mình cũng khó ngủ. Và mình nằm đó mà đôi khi nhiều lo lắng, nhiều buồn phiền thì mình cũng khó tìm giấc ngủ, và mình mất sức khỏe, và đôi khi mình bệnh sau khi vài đêm không có ngủ được, mắt sâu hớp luôn, mắt mình sẽ quầng thâm luôn khi mà mình không ngủ được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong tâm của mình nó chập trùng bao nhiêu lo toan, cơm áo gạo tiền trong cái suy nghĩ của mình nó chiếm lấy hết cái sự bình an đi. Còn sư Minh Tuệ đó, sư đi cả ngày dầm sương dãi nắng với cái đầu đội trần, cái chân đất chài chai lì trên con đường nóng hổi. Và cái y đó cũng là những miếng vải mà sư nhặt rồi sư tự may đó. Thì trong trường hợp này thật sự là cái nhu cầu ngủ của sư nó hiếm ít lắm, tại vì cái tâm của sư nó an. Khi cái tâm nó an rồi, sư chỉ cần ngủ 15 phút hoặc là vài tiếng thôi, mặc dù ngủ ngồi nhưng nó vẫn nuôi dưỡng được cái thân mệnh của sư, nên sư khỏe lắm. Nhìn tướng tá của sư không thấy mang dấu hiệu bệnh tật. Những bậc chân tu của ngày xưa họ ngủ ít lắm, thức nhiều, thức để mà thiền quán, để mà tư duy về con người mình từ đâu đến, rồi đến đây rồi sau này đi về đâu, và trong tâm thức của mình cái chủ nhân là gì, ai sinh ra mình, và từ kiếp xa xưa mình là ai, sau này mình là gì, đạo là gì, Phật là gì, trí là gì. Họ thường quán chiếu thân tâm vô thường vô ngã, họ quán suốt đêm như vậy. Họ quán đến khi mà người ta đổ một thùng phân lên đầu mà họ vẫn không giận, ta đốt luôn căn nhà vẫn không buồn. Và có những kiếp á, tiền thân của Đức Phật là bị vua Ca Lợi chém tay, chém chân, chém đầu, nhưng mà vẫn mỉm cười.
hạnh nhẫn nhục. Và trong các cái pháp mà họ quán chiếu đó, quan trọng là sự thực hành. Cho nên bây giờ mình nói bao nhiêu điều biết đủ, bao nhiêu điều buông xả, nhưng mà như sư Minh Đạo như thế này thì cả một cuộc đời này và 100 kiếp sau chưa chắc gì một lần trong đời buông xả được. Như mình có một ngôi chùa như thế này nè, rồi mình nuôi một đàn con nít như thế đó, rồi bao nhiêu việc bủa quay trong kiếp sống của mình mang trọng trách gì cho Phật Pháp đó, mà nói mình bỏ cái này để mình trở thành một khất sĩ thật thụ, mang một cái bình bát đi chu du, không màng danh lợi, không nghĩ đến tiền tài, không nghĩ đến danh vọng, ẩn mình ở nơi thâm sơn cùng cốc, trong gốc cây hang đá, trong nghĩa địa tha ma, thì thử hỏi một lần trong đời làm thử đi sẽ biết.